Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy ghét địch thù. Còn ta bảo các con, hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con. Để như vậy, các con nên con cái cha các con. Đấng ngự trên trời, người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như cha các con trên trời là đấng hoàn hảo. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa bạn chị em, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường hay phân ra những loại người để rồi mình có cái cách cư xử. Thường mình hay phân ra người mình thân thiết, đó là thứ nhất. Rồi thứ hai là những người mình thù địch. Thứ ba là những người mình dửng dưng. Khi phân ra những người đó để làm gì? Khi phân ra vậy rồi để cho chúng ta có một cái cách cư xử. Đối với người mà mình thân thiết, mình thương, mình thích thì mình yêu. Còn đối với những người mà mình thù địch, mình ghét, thì mình cách cư xử của mình lạnh lùng, thù địch lại hoặc là ghen ghét. Còn đối với những người dửng dưng thì mình cũng thờ ơ như họ dửng dưng. Đúng là có người mình sống, mình hay sống theo kiểu mà ông bà mình hay nói là bánh ít đi, bánh quy lại. Nghĩa là mày thù tao, tao thù lại. Mày ghét tao, tao ghét lại. Mày thương tao, tao thương lại. Nếu mà mình mới chỉ đến ở một cái mức độ như thế thì mỗi người mình mới như dân ngoại mà trong bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói. Vậy thì nhìn vào trong Kinh Thánh, người xưa, người Do Thái, người ta hay đối xử với nhau cũng theo cái kiểu đó, mà gọi là theo kiểu luật Môi-sen, là mắt đền mắt, răng đền răng, mà hôm nay mình hay gọi đó là cái luật báo thù. Tiêu biểu như trong sách Xuất Hành có nói rất rõ. Chúng ta thấy trong sách Xuất Hành chương 21 từ câu 23 tới câu 25 có nói: Nếu có sự thiệt hại chi thì ngươi hãy lấy mạng đền mạng, lấy mắt đền mắt, lấy răng đền răng, lấy tai đền tai, lấy chân đền chân, lấy phỏng đền phỏng, lấy bầm đền bầm, lấy thương đền thương. Đó là dân tộc Do Thái, họ sống theo luật Môi-sen, đó là ngày trước thời xưa. Và đối với người Việt Nam mình có như thế không? Thưa, cũng có. Qua câu ca dao chúng ta thấy: Thương nhau câu xấu bổ ba, ghét nhau câu xấu bổ ra làm mười. Rồi tiến bộ hơn đến thời Lê Vi, bộ luật được mở rộng hơn, có nói đến tình yêu và không trả thù. Nhưng chính điều luật này, Chúa Giêsu dựa vào điều luật này để đưa tới một cái chỗ hoàn hảo hơn, đó là mình không trả thù, mình không dửng dưng với kẻ thù, mà con còn phải yêu thương cả kẻ thù. Như thế mới đúng như luật Chúa dạy. Cho nên Chúa đã dạy trong bài tin mừng hôm nay: Các con hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con.
Vậy thì thù địch hôm nay là ai? Có phải là do con làm ra hay không? Do con gây ra thù hằn hay không? Thưa không, trong cuộc sống hôm nay có nhiều lắm. Có những cái loại thù địch mà không phải do con. Có những kẻ thù là do người ta đưa đến kìa. Mà trong cuộc sống thường ngày, những kẻ thù này chúng ta lại, người ta thù mình nhiều lắm. Hay nhiều khi chính con mà không đứng vững, con cũng ghét người ta theo cái kiểu này. Thứ nhất là loại kẻ thù là do người ta đưa đến. Đó là gì? Đó là những kẻ thù không phải do mình gây ra, mà họ oán thù với mình. Hoặc đôi khi mình ghen ghét họ chỉ vì danh tài, địa vị, uy tín, lợi lộc, sắc đẹp hay là tiền của. Cho nên người ta vẫn thường hay nói cái ghét nhất của kẻ có tài là thấy người ta có tài hơn mình. Cái ghét nhất của kẻ có sắc là thấy người ta đẹp hơn mình. Cái ghét hay có thể so sánh với mình, do đó mình sinh ra nghi kỵ, ghen ghét. Chứ người ta không làm gì mình, đôi khi chỉ vì Chúa cho họ hơn mình mà mình đâm ghen ghét. Hoặc đôi khi vì mình sợ người ta bằng mình mà đâm ra ghen thù với người ta. Đó là loại kẻ thù thứ nhất mà tôi liệt vào cái hạng là kẻ thù không phải do bản thân gây ra, mà do tự người khác, người ta đưa đến và người ta ghét, người ta hằn thù. Loại kẻ thù thứ hai là loại kẻ thù mà do thọ ơn. Thọ ơn mà không muốn trả, hay còn gọi là muốn giật luôn. Mà đa phần trong cuộc sống thường hay gặp là chúng ta thấy về tiền bạc, cho mượn tiền hay giúp đỡ về tiền bạc, rồi không muốn trả ơn, rồi đâm ra sinh ra mặc cảm mà thành thù hằn để khỏi phải trả ơn. Đó là kẻ thù cũng không phải do ta gây ra, mà là kẻ thù do thọ ơn ta mà ta bị thù. Hoặc là ta thọ ơn người khác rồi ta cư xử cũng như những người này, thì mình lại thù những người mà mình mang ơn. Đó là loại lấy oán trả ơn. Kẻ thù thứ ba là loại do mình đưa đến. Do mình đưa đến là những người mà con vô tình hay cố ý lỡ gây ra thù hằn, rồi đâm ra giận hờn, ghen ghét, thù hằn. Vậy chính Chúa Giêsu muốn cho chúng ta không còn nhìn, không còn dùng một cái từ gọi là kẻ thù nữa. Chúng ta không còn phân biệt đâu là người thân thương, đâu là người thù hằn, đâu là người dửng dưng. Mà Chúa muốn mỗi người chúng ta hôm nay là người Kitô hữu phải biết sống luật yêu thương như chính Chúa đã yêu, là yêu cả kẻ thù. Ngày nay trên môi miệng con không còn nói một cái câu đâu là người thân thương, đâu là người con thù hằn, đâu là người con dửng dưng, mà trên miệng con ngày hôm nay chỉ nói một cái câu: tất cả mọi người đều là anh em, tất cả mọi người đều là người yêu, người mà con thương, chứ trên đời này không có người mà con ghét. Vậy thì đối với kẻ thù, trong bài tin mừng hôm nay Chúa dạy chúng con phải làm hai điều. Điều thứ nhất là hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Chúa dạy con phải yêu thương kẻ thù, nhưng mà dạy con không phải yêu thương chỉ bằng một cái mớ lý thuyết suông. Chỉ trên môi miệng của con mà con phải yêu thương kẻ thù bằng những hành động cụ thể. Đó là yêu thương và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Chúng con yêu thương kẻ thù không phải là không giận, không hờn, không báo oán, mà phải có những cái hành động cụ thể bằng những việc làm như giao tiếp, giúp đỡ, hay là chúng ta thân thương nhau, gần gũi nhau qua lời ăn tiếng nói, qua cách cư xử, chứ không phải chỉ để trong bụng, hoặc là chúng con chỉ nói mà không có thực hành. Điều thứ hai, Chúa muốn chúng con đối với kẻ thù là không những chỉ yêu, không những làm ơn, mà con còn phải cầu nguyện cho họ. Không chỉ con chỉ dùng những khả năng ở đời này, mà con phải dùng ơn Chúa để xin ơn Chúa, cầu nguyện cho họ qua lời kinh, qua việc tham dự thánh lễ.
con cầu cho họ được những ơn lành, những ơn siêu nhiên. Còn xin Thiên Chúa giúp cho họ. Đúng vậy, Thiên Chúa muốn mỗi người chúng con phải cư xử như chính Chúa đã cư xử. Vì như người ta, như các nhà tu đức, họ đã phân ra làm sự dữ để mà trả ơn lành thì đó là ma quỷ, làm sự lành để mà trả ơn lành thì đó là con người, mà làm sự lành để trả sự dữ đó mới là con Thiên Chúa. Và qua bài tin mừng hôm nay, Chúa muốn mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy cư xử như những người con Thiên Chúa, đó là phải biết yêu thương kẻ thù. Vậy thì người Kitô hữu không được dừng ở nơi con người, mà chúng ta phải dừng ở nơi con của Thiên Chúa. Đó là một tình yêu không trả thù, một tình yêu yêu cả kẻ thù. Vậy thì con phải biết tiến xa hơn đến chỗ mà Chúa đã dạy con. Như thế mới xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Và từ nay trong tâm hồn con, trong tư tưởng con, không còn phân biệt đâu là những người con ghét, đâu là những người con dửng dưng, mà trong con bây giờ chỉ có tình yêu. Và đối với con, mọi người đều là người con Chúa và là những người đáng cho con yêu thương, cho dù đó là kẻ thù của con. Amen.